dẹp mẹ nó mấy cái lớp học làm giàu đi, bớt lừa đảo. Đây là một cái tựa mà nghe nó rất là kinh khủng đúng không? Và cái tựa này nó đúng vậy mấy bạn. Thiệt ra là tôi tính đặt một cái tựa khác là Sự Mê Tín nè, rồi những cái cuốn sách self-help nè, Dẹp Đi Đừng Đọc Nữa. Nhưng mà thiệt sự tôi đã có làm clip nói về cái vụ sách self-help rồi. Các bạn có thể coi ngừng đọc sách self-help, tại vì những cái đó nó không có tác dụng gì với bạn hết trơn á, tôi bảo đảm luôn. Nhưng trong clip hôm nay tôi sẽ giải thích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn vì sao những cái sách self-help nó không có tác dụng. Và những cái chuyện mê tín nè, rồi những cái chuyện như là bỏ học để thành công á, thực sự nó có xảy ra đối với bạn hay không? Thì câu trả lời thường là sẽ không. Bởi vì self-help, những lớp học làm giàu, những cái chuyện bỏ học để thành công đó, nó đều có chung một cái nguyên nhân, chính là survivorship bias. Cái đó nó là cái gì? Thì coi cái clip này rồi các bạn sẽ hiểu. Bởi vì đây là một cái chủ đề giúp cho những bạn coi được những clip tương tự như vậy sẽ phát triển bản thân hơn, bớt chạy theo những cái thứ sầm lờ, kiểu giống như là thế giới này người ta đi học lớp làm giàu cái mình cũng chạy theo, đại loại kiểu như vậy. Không có, đừng có làm như vậy. Mặc dù những cái clip kiểu mà phát triển bản thân ở trên cái kênh của tôi thì ít người coi lắm, nhưng mà tôi vẫn làm. Tại vì hồi tôi còn nhỏ không ai nói tôi những cái đó hết trơn á đó. Tôi đọc cái cuốn mà Như Cha Giàu Cha Nghèo, thấy mở ra một cái thế giới mới. Trời đất ơi, sống hay dữ vậy nè. Sau này mới phát hiện là ơi, ông này cũng giống như mấy cha khác thôi, đều là dựa trên nguyên tắc survivorship bias hết. Và clip này giúp cho các bạn hiểu điều đó, đồng thời cũng thông báo một vấn đề, đó là lớp học Bitcoin giảm 1,5 triệu trên học phí thường nếu đăng ký trước chủ nhật tuần này. Bây giờ vô clip rồi sẽ biết ha. Survivorship bias nó là cái gì? Thì bias nó là thiên kiến, survivorship là những người còn sống sót được, thiên kiến của những kẻ sống sót đó mấy bạn. Thì nó là như thế nào? Nó xuất phát từ cái chuyện là ok, bạn sống sót trong một vụ đắm tàu thì người ta sẽ tới phỏng vấn bạn. Sao ai cũng chết hết, có mình anh sống vậy, anh hay quá vậy anh. Thì những người đó thì thường người ta sẽ nói về cái kinh nghiệm của người ta, chẳng hạn như có người thì là nhờ tôi đặt phòng á là ở ngay đầu mũi tàu, mà tôi biết á là tại vì khi mà tàu chìm á nó gãy á thì cái phần thân á nó hầu hết nó bị gãy, xong rồi nó chìm phần đuôi trước, còn cái phần tàu á đầu á nó chìm sâu, cho nên tôi đặt cái phòng trước ra khả năng tôi sống cao hơn ra đó, giờ tôi còn sống nữa mấy bạn thấy không. Còn có người khác á thì nói là nhờ cái bùa hộ mệnh của tôi mua cái hình dáng của nó y chang như con tàu nè, rồi tôi ăn cá tôi cũng lật qua lật lại cho nên bởi vậy tôi mới còn sống. Rồi còn có người nói là tại vì tôi tin râu, ok tôi tin râu rồi tôi gặp anh dắt cho nên râu với dắt này các bạn cũng biết rồi, con đi tách đít biết ngay ai còn sống rồi đúng không. Thành ra khi mà báo chí mà người ta đăng lên á thì người ta sẽ đăng thảm kịch chìm tàu kinh hoàng, những người sống sót vì sao họ còn sống, thì sẽ kể được những cái đó. Cái bắt đầu báo chí rồi đài rồi phỏng vấn, cái bắt đầu người ta coi người ta nói sau này mình đăng ký vé, mình đăng ký vé ở phía trước cho nó chắc ăn hơn, bởi vì mình sẽ sống sót tỷ lệ cao hơn. Rồi mình đặt tên con của mình, đặt tên râu, đừng có đặt tên dắt nữa, ok. Rồi còn là phải mua bùa này bùa nọ bùa kia, đó chính là survivorship bias. Nó là vậy đó, có nghĩa là những người còn sống người ta nói cái kinh nghiệm của người ta, mà các bạn quên đi một chuyện, đó là người ta còn sống cho nên người ta mới nói được. Còn những người mà chết rồi á, người ta không có nói được gì hết trơn hết á, không ai nghe hết. Mà những người chết đó cũng có người mua cái bùa đó, cũng có người tên là râu, cũng có người là đặt vé ở phía trước của con tàu, nhưng mà họ chết hết rồi, cho nên chúng ta không có tin như chuyện đó, chúng ta cũng không có nghe họ nói được. Chúng ta chỉ nhìn thấy những người còn sống và người ta nghĩ rằng đây là những cái ngoại lệ. Nhưng do ngoại lệ nó còn lại, cho nên chúng ta dùng ngoại lệ để suy ra quy tắc. Đó là thiên kiến của kẻ sống sót, survivorship bias. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Tại sao nó nguy hiểm? Nói một cô gái đi, các bạn sẽ rất dễ thấy những cô gái viết status trên Facebook kiểu vậy nè: con trai thằng nào cũng như thằng nào á, mày chơi tôi chưa, mày biết tôi như thằng nào mày. Trời đất ơi, chỉ cơ bản là tụi tao là chỉ có ngôi chùa một cột, hai hồn hai bên hết, nhưng mà nó còn khác nhiều thứ lắm mà. Trời đất ơi, đó chính là cái nguy hiểm. Một cô gái cô bị đá xong rồi cái cổ dựa vô cái chuyện mà survivorship bias á, tức là cô dựa vô cái cảm xúc của gỗ, cổ nói thằng nào cũng như thằng nào hết, bậy trăm bạ không à. Cái chuyện đó cũng xảy ra ở rất là nhiều lĩnh vực, mà lĩnh vực thường thấy như ở Việt Nam đó chính là dạy học làm giàu. Và những cái kiểu giống như là TikTok cứ suốt ngày những cái bài tháng làm 100 triệu nè, rồi học cái lớp này nè sẽ kết đơn được mấy tỷ đồng nè. Nói thiệt á, chuyện đó nó vô cùng vô lý luôn, các bạn nghĩ thử đi. Chẳng hạn như là trên thế giới này người giàu á không có ai đi học lớp làm giàu á, người ta đi học những lớp bình thường, người ta học cơ khí, người ta học vi tính, người ta học hội họa, xong người ta giàu bằng chính tài năng của người ta. Chứ lớp học mà làm giàu á chỉ có những cái nước có cái chuyện mà giàu một cách tầm bậy tầm bạ như là Việt Nam hay Trung Quốc mới có thôi. Nói vậy đó các bạn.
bạn. Các bạn để ý cái đám đa cấp hay là đám dạy giàu á, nó xuất hiện ở những nước kiểu như Việt Nam nó rất là nhiều. Tại vì sao những cái lớp như vậy nó lại có thể sống được? Là bởi vì á, ở Việt Nam chúng ta dễ bị cái survivorship bias, nó đánh vô cái đầu óc của chúng ta. Chúng ta thường hay thấy những cái mà Bill Gates á, ông bỏ học rồi ông trở thành tỷ phú, thành ra nghĩ ra mình bỏ học chắc mình cũng có khả năng trở thành tỷ phú được. Rồi mình nhìn thấy Mark Zuckerberg cũng bỏ học luôn, cũng làm được Facebook nè, cho nên mình nghĩ mình chắc cũng sẽ có thể làm được một cái app gì đó nó kinh khủng lắm. Tại vì mình cũng đâu có khác gì Mark Zuckerberg, mình cũng bỏ học mà. Nhưng vấn đề là có rất là nhiều người bỏ học nhưng mà họ không có thành một cái quần què gì hết trơn. Cái này cũng có thể nhìn vô Cristiano Ronaldo với lại Pavel Nedved, đều là hai cầu thủ xịn hết. Thì các bạn cũng biết Ronaldo á là cầu thủ mà lúc nào cũng ăn uống đàng hoàng nè, rồi tập thể dục tùm lum hết á. Xong rồi nhiều người nói nó thấy không, cái chế độ tập như Ronaldo nè, bạn tập như vậy là chắc bạn cũng sẽ giống Ronaldo. Đâu có giống, không có thể nào giống được hết trơn á. Tại vì cơ thể của Ronaldo á nó có những cái đặc điểm khác với người bình thường. Hệ cơ, hệ xương nó dày, nó xịn hơn người. Thành ra cái chuyện mà bạn muốn thành Ronaldo, bạn chỉ có bứng đầu Ronaldo ra gắn vô đầu bạn thôi, không có cái nào khác. Hoặc là đoạt xá như là trong truyện mà tiên hiệp thôi. Còn Pavel Nedved các bạn cũng biết, nhưng mà chắc dạng giờ không biết đâu, tại vì mấy đứa nhỏ hơn giờ. Pavel Nedved á là cầu thủ mà không có đạt cúp quốc tế, không có đạt World Cup nè, cũng không có đạt C1 gì hết trơn hết á. Tại vì ảnh là Cộng hòa Séc mà không thể nào mà là đạt được World Cup hết á. Nhưng mà năm 2003 ảnh đoạt quả bóng vàng trong cái thời mà có R9 là Ronaldo, mà Ronaldo thiệt sự với bạn người ngoài hành tinh á. Có Zinedine Zidane nè nha, có Figo nè, có Rivaldo nè, mà ảnh đạt giải quả bóng vàng là ảnh xịn dữ lắm. Ảnh xịn là tại vì bởi sao? Ảnh đá hả? Ảnh chạy giỏi, ảnh lừa giỏi, ảnh sút mạnh, cái gì cũng ghê hết trơn hết á. Mà hả, người ta nhìn vô cái chế độ luyện tập của thấy là trời ơi, ảnh luyện tập kinh khủng lắm, từ sáng tới tối mệt, ông đá hai chân như mồm lum la. Nhưng mà bác sĩ á, người ta nghiên cứu ra người ta thấy anh này anh giỏi, anh quặt bóng kiểu như vậy là tại vì cái xương đầu gối của ảnh, ảnh có 3 xương bánh chè lận. Người bình thường có 1 xương, ảnh có 3 xương cho nên ảnh gặt thoải mái, nó không bị gì hết. Người bình thường gặt như ảnh chỉ có nước lên giường chữa bệnh thôi à. Đó là cái mà chúng ta phải nhìn vô thấy rõ. Để thấy được thành công của một người, nó đến từ rất là nhiều nhân tố. Và có những nhân tố nó không có phải là bạn có thể học mà có thể thành được. Thành ra cái chuyện mà có cầu thủ như Nedved hay có Cristiano Ronaldo có thể tập luyện theo như vậy được, nhưng các bạn cũng thấy có bao nhiêu cầu thủ xịn cũng tập luyện kiểu y chang như vậy nhưng mà không có làm được, là bởi vì survivorship bias. Thì những cái lớp học làm giàu nó cũng giống như vậy. Bạn không phải là bạn học theo cái cách của người giàu, bạn nói chuyện như người giàu, bạn ăn uống như người giàu, bạn chạy bộ như người giàu, bạn thở như người giàu, bạn mặc đồ như người giàu là bạn thành người giàu. Không có. Người giàu người ta có những thứ mà bạn không có. Người ta có thể có một người mẹ chẳng hạn như là Bill Gates. Ông đó ông bỏ học, nhưng mà ông bỏ học đại học Harvard, tức là ông học cũng giỏi tới mặt luôn. Xong rồi cái lúc mà ông làm ra Windows á là IBM mua liền cái Windows của ông luôn, là bởi vì má của ông nằm ở trong cái ban lãnh đạo của IBM vào thời điểm đó. Cho nên mua đồ của con tôi đi, con tôi nó giỏi lắm. Nhưng mà cũng phải là do ông giỏi nữa. Nhưng mà vấn đề là có nhiều người giỏi mà không có má làm trong IBM cho nên không có mua đồ. À, nói vậy đó mấy bạn. Survivorship bias nó là cái mà các bạn cần phải luôn để ý kỹ. Để khi mà thấy một cái vấn đề rồi mình nghĩ là cái chuyện này có thật sự là do cái người đó nói là đúng như vậy hay là do chỉ một cái cảm giác của họ thôi. Thì chuyện này nó giống như mê tín ở Việt Nam. Có nhiều người nói cậu hả, cái miếu cô đó, anh kia, chú kia là thiên lắm. Là bởi vì đã từng có một người, người ta cầu cái người ta được, còn cả triệu người tới cúng cũng không có được gì cả. Là bởi vì một chuyện đơn giản thôi, nhưng mà tới giờ nhiều người mê tín vẫn không hiểu, đó là chuyện mà mấy bạn đang làm nó rất là mê tín, nó không có ý nghĩa của hết trơn hết đó. Cái ví dụ đơn giản nhất là về chuyện làm phim đi. Các bạn có thấy á, ở Việt Nam phim nào cũng cúng tổ trước khi bấm máy đúng không? Hôm bữa cái phim mà Everything Everywhere All at Once á, phim đó bấm máy cúng tổ xong cái kêu đạt giải Oscar. Là nhờ cúng tổ đó. Nhưng mà phim Việt Nam phim nào cũng bấm máy hết, nhưng mà không có phim nào đạt Oscar đó. Phim bên đó có một phim bấm máy đạt Oscar thôi. Còn một đống phim khác nó không có bấm, nó không có cúng tổ gì hết trơn mà nó vẫn đạt Oscar. Là bởi vì quan trọng nhất vẫn là cái giỏi, hiểu không? Chứ không có phải là do cái cúng kiến gì đây hết. Survivorship bias thôi. Thành ra nếu mà bạn nghĩ rằng bạn muốn trở thành một người giàu có, bạn đi học một cái lớp giàu xong rồi bạn sẽ giàu, bạn học như là mấy đứa mà trong TikTok á, thì tôi đã có làm riêng một cái clip nói về cái chuyện mà TikTok rồi. Bỏ đi, tụi nó làm có được đâu, tụi nó làm được có 1 tháng duy nhất xong rồi tụi nó kiếm tiền này bằng cái chuyện dạy cho bạn á. Thành ra mấy lớp dạy học mà giàu cũng vậy, những cái cuốn sách mà của cái đám mà chăn giàu chăn nghèo nó cũng bỏ đi. Tôi đã làm clip mấy dạy dụ đó rồi, trời ơi, thiệt ra bỏ hết đi. Cái đám đó nó dựa vô survivorship bias thôi. Mà ở Việt Nam chúng ta thì bị một cái á, khi bạn nghe một cái sự dối trá
trá quá nhiều thì bạn sẽ tưởng nó là sự thật. Thật ra bạn nghĩ mình đi học lớp giàu mình cũng sẽ giàu y chang như nó. Không có, người giàu duy nhất là cái đứa dạy cái lớp giàu á. Nói tới đây chắc các bạn sẽ nói anh Leo, anh chưa có kêu người ta bấm share, chưa có kêu bấm subscribe rồi kêu bấm donate cho những kiến thức ngon lành như vậy. Em không biết là Pavel Netvet là có ba cái xương bánh chè đó anh. Trời ơi sao anh không có kêu. Cảm ơn bạn, giờ tôi mới nhớ. Vừa mới làm các bạn nhớ làm đó đi. Nhưng mà anh ơi, còn chuyện mà lớp học Bitcoin mà giảm giá 1,5 triệu trên học phí thường nó đăng ký trước chủ nhật. Anh vừa mới kêu đám lớp dạy làm giàu xong anh dạy lớp đó là sao? Anh thò tay bóp ái của anh à. Không có mấy bạn. Cái lớp Bitcoin của tôi thì khác. Các bạn cũng thấy cái thị trường crypto, cái chuyện mà kiếm tiền được nó như thế nào. Và các bạn cũng nghe những người kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng vấn đề là survivorship bias ở đó cũng có. Bạn nghe rất nhiều người kiếm tiền nhưng mà đó là những người trúng số. Còn những người mà mất tiền nhiều vô số kể thì cái lớp của tôi là cái lớp giúp cho bạn không mất tiền. Ngu. Tại vì á, rất nhiều người mất tiền là tại vì người ta nhảy vô cái thị trường crypto á, người ta không hiểu cùng gì hết trơn hết á. Mà người ta nhảy vô, người ta mua thì y chang như những đứa mà giàu. Thành ra cuối cùng á, nghe lời một YouTuber xong rồi nó mất, nó hết tiền. Nó là ngu, ok. Cái quan trọng nhất là bạn phải có kiến thức nền tảng. Giống như là bạn đi học bây giờ được á, là bạn nhờ đã từng học lớp ABC, từng chữ A bờ cờ, xong rồi bạn học cửu chương cho nên bạn mới có thể tính toán, bạn mới có thể đọc được chữ nào chữ nọ. Thì cái lớp crypto nền tảng Bitcoin của tôi nó cũng giống như vậy. Nó trang bị cho bạn kiến thức để giúp cho bạn không bị lừa đảo. Bạn biết bạn là ai, mà mua bán như thế nào, và bạn đầu tư phụ thuộc vào cái khả năng tài chính của bạn chứ không phải là chạy theo những cái mục tiêu tầm bậy tầm bạ. Không có ai nhảy vô mà bỏ 1 triệu cái biến thành 1 tỷ được hết trơn đó. Có, nhưng người đó không phải là bạn. Cho nên tôi dạy cái lớp đó, nó là lớp nền tảng để giúp bạn không mất tiền chứ không phải là một lớp học xong bạn sẽ thành một người giàu. Không có, nghe chưa? Và cái lớp đó nếu mà bạn đăng ký trước chủ nhật thì bạn sẽ được giảm 1,5 triệu trên học phí thường. Và nếu mà bạn không muốn học thì cũng không sao cả. Bạn chỉ cần share cái clip này, mình subscribe clip này được rồi, để cho những người khác nghe nói tới những cái lớp học dạy làm giàu rồi hay là những cái lớp mà ở trên TikTok mà dạy chốt đơn con vậy đó thì dẹp đi. Ba cái đồ quỷ đó chỉ làm cho cái đám đó nó giàu thôi. Muốn giàu á, các bạn cần phải đầu tư, chuẩn bị tri thức ngay từ đầu. Tại vì sao? Pavel Nedved cũng vậy, Cristiano Ronaldo cũng vậy. Mấy ảnh thành cầu thủ xịn là nhờ cái bộ cơ xương của ảnh, nhờ cái xương bánh chè có 3 cái xương. Nhưng vấn đề là mấy ảnh cũng phải tập luyện, mấy ảnh cũng phải khổ cực. Bill Gates cũng phải học, cũng phải bao nhiêu năm nghiên cứu mới ra được cái hệ điều hành Windows. Cho nên dù cơ bản là bạn không học những cái lớp làm giàu, nhưng kiến thức, cái sự chuẩn bị tập luyện cho bản thân vẫn phải có, chứ không phải là okay, khỏi cần học nữa. Có, vẫn cần phải đi học, ok. Học thì mới có cơ hội để một ngày nào đó trở thành một người trúng số giàu. Còn nếu không học thì bạn chỉ có thể là một thằng ngu bị lừa đi học những cái lớp giàu làm giàu thôi. Vậy thôi, clip tới đây hết rồi. Bye bye, nhớ share, nhớ subscribe, nhớ donate cho kiến thức hay ho. Và nếu muốn học lớp Bitcoin nền tảng thì đăng ký trước chủ nhật được giảm 1,5 triệu trên học phí thường bằng cách inbox cái lớp pay này crypto nhé. Bye bye, hẹn gặp clip khác.